Không dũng luôn đi đâu đâu.
có nhiều nước nè. Mà đang mới lên nam xin nam ơi ngọn lấy bầu bốn khúc này để câu. Tôi nhiều lá mùi. Đúng hướng. Đúng hướng rồi. Bây giờ mới gì mùi ngon. Mùi dưa ngon nè. Mùi ra đặng cả ống một chi tỷ không cho là tầm tầm một. Tháo lại đây. Biết là máy đấy của mình quá chút nữa thời đây mà cũng màu ngầm người về đó là công tốt quán của tôi cô có món rất cho bác đâu có cái món tồn đó đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ái đã cầu giống như món đó không dám lái nữa, dám lái là cầu nó nà nè mua cái nó mệt cơ. Ấy món hai cân đục vậy đó.
Đem về hướng mô ở núi này. Oh, yeah.
Thank you.
Đây là anh. Điện đồng mà thấy chủ nhỏ hiếu sẽ đến đi đâu anh. Rồi quay phim
cho mặt ốc mình được hơi hơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mua đây.
Thank you.
Thank you.
Lại khi nào mới đi cái bà anh cho ai? Không biết, không biết đó. Đấy, cá nó là gấp gì đây á? Lấy xe, lấy cái gì chưa? Rau nè. Mà đây dễ mà chú ý, mà còn phải ra cái điện thủa, các cái đơn mà đúng. Ra lục không ơi. Em nắm là canh giờ nó không là canh giờ. Đấy, vô năng kẹp. Mưa có 10 ngàn bao quá mà trỏ cánh gì. Rồi bỏ con bỏ lên lớp 6 nữa cái thiệt. Thank you.
lâu. Thank you.
Nhưng mà cái thằng thai mua bán bét bạch mà sửa bét bạch lên. Không đi ăn bố kê. Rồi quay cái xe rùa của ngoài chính đưa lên mọn rồi đó. Đấy, kiểu này trời tới mưa là mắc xe rùa. Nè. Sáng chưa? Đây là. Clip hầm cho mấy bò hay giật chân. Con bé này
là tầm đến 3 lượt con. À. Đến thấy. Món bó ngon trong tiệm trong tất tiền tốn ngon. Món đi đó bà gì đó đi. Món bình thường cũng sống đó.
nắng mát được. Thank you.
Thank you.
Đem không á? Thì không? Thì không. Cái này cái này. Cái này có thịt này. Cái này thì đẩy lại cho nên là. Thank you.
mặt gì không. Quay. Cái dao chặt uống một cái luôn. Đem cây dao chặt uống một cái luôn. Bueno, por favor.
Con đồng cái giò cô mấy trái nữa
Một bé tình yêu luôn nè.
Thank you.
hả? Tối nay lên Facebook á. Ba có 1,5 vậy thôi, anh lộn 110 ngàn một chiếc nào đấy, đúng là một chiếc. Thank you.
vừa mua giùm cho. Nó quá chậm rồi là bốn kiếm lời. Đi nó thấy không ơi? Nó xanh, nó đẹp ơi.
Thank you.
Đó là quay rồi. Đây mua đi. Cho họ thử lâu phải mua. Không sợ ca đó được cho em đi ngồi chỗ này mày. Ngồi chỗ này mình bón đau đồ. Rồi 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 mày cứ dành thôi. Các bạn qua đây. Rồi thì cũng em mua mà không. Cỡ vô nó cho hết đi. Đi cỡ vô nó cho. Sống nhiều quá. Sống sống nhưng mà chu cho. Chừng phải. Ngon mà. Trong trong bà ấy mà thấy mà trong trong thế này mà bà đâu gì các ông em nào đây 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 em cho tao đồ tao đây nè quay đi quay đi quay dành nhau để cho họ quay đi cây đâu mà quay đi quay đi bắp con nữ tới rồi lái chầm nó nữa có căng chặt mua ba mua ba ơi khách đây dừng đó cái này thôi rồi thử ba lẹ 15 rồi đi ngay đây 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 cô quýt cho cô lấy đưa nè, đây đừng có cô lấy bỏ vô cô cho cô lấy đưa tiền vào đi. Quay không? Cho điện không quay không? Đây đưa tiền vào nè. Đưa tiền vào vô. Đây. Đây. Đưa tiền vào đi. Đây đây. Cố đi. Từ từ để chân. Từ từ để chân. Quay đó. Cô tiền. Mua đi. Được chưa? Chưa. Từ từ chân ngồi ra. Đấy, xin cho cô lấy. Đứng đứng quay. Cố tiền đi cô lấy. Thôi. Tại vì chỗ cũ á, tại vì dưới đây mình thấy là nó lúc leo hết một lô. Giờ không, hát không ăn ca. Chủ yếu ăn lóc chanh thôi.
Ha ha ha.